Cá voi mắc cạn. Willy, cậu chắc là cái này sẽ hiệu quả chứ? Chắc chắn mà, tin tớ đi Blanca. Tớ là bậc thầy trong việc này đấy. Xem mà học hỏi này. Nhưng thậm chí, cậu còn chưa gắn mồi vào lưỡi câu mà. Ồ, quên mất. Nhưng đây là một phương pháp mới của tớ đấy. Hử, phương pháp gì cơ? Thôi bỏ đi, làm theo phương pháp cũ vẫn hay hơn. Mình không thể để cậu ấy phát hiện ra được. Giờ thì được rồi, cùng bắt một con cá to thôi. Willy, lâu lắm rồi đấy, cậu đã câu được con cá nào chưa? Bình tĩnh đi, tớ sắp câu được rồi. Đó là gì vậy? Nhìn kìa, Willy, cá voi kìa. Hả? Cá voi? Blanca, cậu có tin được không? Là cá voi thật kìa. Tớ biết, không thể tin được. Này, nhìn kìa, chúng đang bơi về phía chúng ta. Đúng thật ha. Cậu có nghĩ rằng chúng bơi qua và nuốt chửng chúng ta không? Bình tĩnh đi Willy, theo tớ được biết, cá voi là loài động vật có vú hiền lành. Nhìn kìa. Đây là cảnh tượng ngoạn mục nhất mà tớ từng thấy. Đúng, chuyện này mà kể ra chắc chẳng ai tin đâu. Blanca, Willy, Blanca, thuyền của chúng ta bị làm sao thế? Tớ không biết nữa. Có vẻ như có thứ gì đó đang kéo con thuyền về phía trước. Có khi nào là người cá không? Tớ nghĩ chắc không phải đâu. Là cá voi. Hay quá, chúng ta bắt được một con cá voi. Nhờ sự thông minh của tớ mới bắt được nó đấy. Không phải, là nhờ kết hợp sự thông minh khéo léo của chúng ta. Công của tớ hết. Chúng ta đều có công mà. Công của tớ. Đừng ích kỷ thế, Willy. Là của tớ hết. Của tớ, của tớ, của tớ. Nhìn kìa, Blanca, con cá voi sẽ kéo chúng ta lên bãi biển. Thuyền của chúng ta đâm vào đâu à? Blanca, Blanca, mau tỉnh lại. Blanca, nhìn kìa. Có chuyện gì thế? Cá voi lên bờ sao? Mấy tên to lớn các người định xâm chiếm mặt đất đúng không? Tớ không nghĩ vậy. Chúng là động vật biển. Tại sao lại rời biển? Chúng sẽ không sống được nếu không có nước. Không có gì là không thể. Chắc hẳn chúng đã chán sống ở biển rồi. Nhưng chúng không thể sống nếu không có nước. Chắc phải có nguyên nhân, nhưng không rõ là gì. Blanca, có gì đó không ổn rồi. Trông chúng thật đau đớn. Chúng dường như không có âm mưu gì cả. Có lẽ là vậy. Trông chúng thật tội nghiệp. Chúng sẽ chết sao? Chúng ta phải mau đưa chúng trở lại biển thôi. Được thôi. Không nhúc nhích tí nào. Trời ngày càng nóng, cá voi sẽ chết mất. Chúng ta phải mau làm gì đó thôi. Willy, buộc xong rồi, kéo đi thôi. Được rồi. Tạm biệt anh bạn nhé. Thành công rồi.
cứu tôi với. Sẵn sàng, kéo. Tốt, tốt. Hạ xuống nhé. Thành công rồi, tiếp tục nào. Được rồi. Này, sao lại quay lại thế? Mọi cố gắng thành vô ích rồi. Chúng ta đã bỏ cả ngày mà chẳng được gì cả. Những con cá voi tội nghiệp đang chết dần, vậy mà chúng ta chẳng làm được gì. Hả? Blanca, nhìn kìa. Mau tới xem đi. Ừ. Này, nhìn kìa, chúng đang rời đi. Thủy triều lên cao quá. Đúng thế. Nhưng sao tự nhiên chúng lại tự rời đi được nhỉ? Lạ thật, để tớ tìm hiểu xem sao. Sự thay đổi từ trường trong nước biển khiến cá voi mất khả năng định hướng, vì vậy mà chúng bị mắc cạn. Khi thủy triều lên, từ trường thay đổi trở lại bình thường, những con cá voi có thể nhận ra đường quay trở lại biển. Ồ, tớ hiểu rồi, đó là lý do tại sao chúng ta không thể bắt chúng trở lại biển được. Ừ. Kỹ thuật sóng siêu âm. Sao tiến sĩ Crest lâu vậy chứ? Bình tĩnh đi Willy, ông tiến sĩ sẽ quay lại sớm thôi. Blanca, cậu nghĩ tiến sĩ Crest muốn cho chúng ta xem gì nhỉ? Lúc nào ông ấy về thì chúng ta sẽ biết thôi. Chào tiến sĩ Crest. Tiến sĩ, sao quần áo ông lấm lem hết cả thế? Có chuyện gì ạ? À? À, chắc là lúc ta nâng cấp cái máy bay nó bị dính vào. Đi nào, ta sẽ cho các cháu xem. Tiến sĩ Crest, ông cho chúng cháu xem gì thế ạ? À? Các cháu sẽ biết ngay thôi. Tiến sĩ Crest, chúng cháu thấy có khác gì đâu. Nhìn kỹ lại đi. À, cháu biết rồi. Có thêm một cái nút ở đây. Ồ, phải ha. Để tớ thử xem nào. Đây là cái gì vậy ạ? À? Các cháu thấy đấy, điểm trung tâm cho biết vị trí của máy bay. À, cháu biết rồi, đây là máy dò sóng siêu âm. Máy dò sóng siêu âm. Đúng vậy, đây là một máy dò sóng siêu âm. Giờ thì xuống đi nào. Với thiết bị dò sóng siêu âm này, một chiếc máy bay đang bay có thể dễ dàng phát hiện liệu có chướng ngại vật phía trước hay không và tránh được tai nạn. Ồ, đó là một thiết bị hữu ích đúng không ạ? À? Chắc chắn rồi, nó được phát minh bằng cách mô phỏng khả năng phát hiện vật cản của dơi. Dơi, cháu không biết chúng có những kỹ năng tuyệt vời này đấy. Vậy cháu phải đọc thêm nhiều nữa rồi. Giờ ta đi tắm đã. Tạm biệt tiến sĩ Chris, để tớ xem trong sách. Cậu làm gì thế? Quên cuốn sách đi. Chúng ta đi bắt mấy con dơi làm thí nghiệm nào. Đi thôi, Willy, đợi với. Tớ nghĩ chúng ta tới hơi sớm đó. Có sao đâu, đến sớm còn hơn muộn mà. Nhưng trong sách nói, dơi chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi. Không sao đâu, chúng ta đã tới nơi rồi. Blanca, cậu đi trước đi. Không, tớ không vào đó đâu. Đồ mèo nhát gan, cầm lấy này. Tớ nghĩ cậu nói đúng, chúng ta tới sớm quá rồi, để ở ngoài này thôi. Trời càng ngày càng tối rồi, có lẽ chúng ta nên dùng đèn pin. Đồ ngốc, cậu làm thế thì dơi bay đi hết,
mau lấy mùi ra đi. Thôi nọc lên ca, không phải ai cũng thích cá như cậu đâu. Cái gì thế? Cái gì đó vừa bay khỏi hang? Là dơi đó. Chúng vừa bay khỏi hang, mau bắt lại đi. Cẩn thận đấy Willy, ở đây tối lắm. Ôi da. Nó đang đến đó. Được rồi, tớ nghĩ là đã đến lúc dùng biện pháp mạnh rồi. Hãy chào anh bạn nhỏ của ta đi nào. Giờ thì đã biết ta không phải là dạng dừa chưa. Mau đeo mặt nạ vào đi, Willy. Bắt được rồi nhé. Ôi trời, mình quên đeo mặt nạ rồi. Bắt một con dơi khó hơn tớ tưởng. Đúng. Buộc cẩn thận, cậu có thể làm nó đau đấy. Bình tĩnh đi, chỉ buộc chân nó lại thôi mà. Được rồi, giờ tớ sẽ bịt mắt nó lại. Sao cậu lại làm thế? Dơi là loài động vật sống về đêm, chúng phải có thị lực tuyệt vời. Xong rồi. Bình tĩnh đi anh bạn nhỏ, tôi sẽ không làm đau bạn đâu. Giữ chặt sợi dây đấy. Chà, tuyệt thật đấy. Nó có thể tránh các vật cản, ngay cả khi bị bịt mắt. Có lẽ dây không phụ thuộc vào mắt của chúng. Để xác định đường đi, có lẽ chúng dùng mũi. Nhiều loài động vật có khứu giác rất nhạy bén. Có thật không? Hãy chứng minh phỏng đoán của cậu đi. Willy, cậu làm nó ngạt thở mất. Nó sẽ ổn thôi, nó có thể thở bằng miệng. Xong rồi, giờ thì xem nó làm thế nào. Xem kìa, nó vẫn có thể bay tốt. Vậy là nó không dựa vào mũi để xác định phương hướng. Khó hiểu thật đấy. À, tôi có ý này. Willy, cậu sẽ giết nó mất. Đừng lo, nó làm bằng giải, sẽ không sao đâu. Xong rồi. Để xem lần này, My sẽ qua được bài kiểm tra không nhé. Ồ, nó dây vào trần nhà rồi. Này, cẩn thận. Tội nghiệp anh bạn nhỏ. Dường như nó bị mất phương hướng khi che đầu lại. Chúng ta có thể loại trừ mắt và mũi. Vậy chỉ còn lại hai khả năng, miệng hoặc tai. Gì? Làm thế nào người ta có thể dựa vào miệng hoặc tai của mình để xác định phương hướng? Chào mấy nhóc. Tiến sĩ Chris, đang nghiên cứu về loài dơi à? Sao rồi? Dân, chúng cháu đang cố gắng tìm hiểu xem dơi có dựa vào miệng hoặc tai để chỉ đường hay không. Nó đi mất rồi. Trên thực tế, cả miệng và tai đều giúp dơi có khả năng định hướng tốt. Miệng của chúng có thể tạo ra một loại âm thanh rất đặc biệt, gọi là siêu âm phản xạ. Khi gặp chướng ngại vật, âm thanh trở lại đôi tai rất nhạy cảm của chúng. Chúng có thể biết được vật cản và tránh chúng. Hệ thống siêu âm được sử dụng trên máy bay và tàu thủy đều dựa trên nguyên tắc này. Cậu đang làm gì thế, Willy? Tớ cũng có thể tạo ra siêu âm. Ôi, cái đầu của tôi. Những bông hoa hôi hám. Willy, mau lên đi. Trời ơi, tớ mệt lắm rồi. Tớ thực sự mệt lắm rồi. Chúng ta nghỉ một chút đi. Chúng ta tới đây để phiêu lưu mà. Willy, mau dậy, đi tiếp đi nào. Ôi trời, cho tớ ngồi nghỉ một chút đi mà. Dậy đi nào, Willy. Chỉ một vài phút thôi mà. Lên ca, mau lên. Ê, còn cái túi của tớ. Tớ cứ tưởng cậu lúc nào cũng hào hứng với phiêu lưu chứ. Nhưng tớ mệt lắm rồi mà. Chuyện gì thế? Ôi, mấy con bướm kia đẹp quá.
Đúng ha, tớ nghĩ chúng chỉ có ở trong khu rừng nhiệt đới này thôi. Tuyệt thật đấy. Ừ, giờ tớ mới thấy thoải mái hơn và sẵn sàng phiêu lưu rồi. Đúng thế. Ôi, hôi quá. Ừ, mùi tệ quá. Ghê thật đấy. Có phải vì nhà vệ sinh trong rừng bị sập không? Chúng ta nên ra khỏi đây thì hơn. Nhưng có rất nhiều côn trùng đang chạy trốn, nhất định là do cái mùi hôi này đấy. Willy, hả? Chúng ta sẽ tìm hiểu xem có chuyện gì ở đây. Cái gì? Không đâu, hôi lắm đó. Chúng ta là những người thám hiểm mà, cùng khám phá nào. Cậu đi mà khám phá, tớ sẽ đợi ở đằng kia. Cẩn thận đấy. Không, cậu phải đi cùng với tớ. Không, tớ không đi đâu, hôi lắm. Đi nào, Willy, đi thôi. Lân ca, thả tớ ra, thả tớ ra. Tớ không muốn đi đâu. Lân ca, tớ nên đi theo cậu thì hơn. Tớ sẽ không bỏ trốn nữa, được chưa? Hôi quá đi mất, tớ không thể chịu được nữa. Chúng ta phải tìm được ngọn nguồn của nó. Chúng ta phải tìm bằng được. Ở đây có nhiều nho quá. Trông chúng ngon thật. Mùi nó như hỏng rồi ấy, không ăn được. Willy nhìn kìa. Là nó, mùi phát ra từ nó đấy. Blanca, chúng ta đã tìm ra được nguồn gốc của cái mùi này rồi. Đi khỏi đây thôi. Ôi trời, Willy. Willy, cậu bị làm sao thế? Willy, tỉnh lại đi. Willy, tỉnh lại. Tỉnh lại đi, Willy. Giờ phải làm sao đây? Willy, cậu thấy khá hơn chưa? Willy, tớ bị làm sao vậy? Cậu bị ngất bởi mùi hôi của bông hoa. Giờ chúng ta nên ra khỏi đây thì hơn. Được rồi, bây giờ chúng ta đã biết bông hoa phát ra khí hôi thối. Về nhà thôi. Blanca, Willy, cậu không muốn tìm hiểu xem sao nó lại hôi vậy sao? Hả? Blanca, cậu bị điên rồi à? Ở đây tớ không thể thở được. Chúng ta có thể về hỏi tiến sĩ Crouch để biết mà. Không, chúng ta phải tự tìm đáp án. Kệ nó đi, thả tớ ra. Bông hoa này to thật đấy. Tớ chưa bao giờ thấy bông hoa nào to thế này. Một bông hoa không thể nào to và hôi thế được. Đúng, những bông hoa chúng ta biết đều rất thơm. Nếu đây không phải là một bông hoa thì là cái gì nhỉ? Nếu không tìm được ngọn nguồn thì cậu sẽ không đi khỏi đây, đúng không? Vậy tớ phải sử dụng sự thông minh của mình để nghiên cứu cái này. Blanca, nhìn này, có vẻ như nó không mọc lên từ cái cây này. Lạ thật đấy. Vậy thì nó mọc ra từ đâu chứ? Willy, sao cậu đứng xa thế? Tớ biết rồi. Hử, cậu biết gì cơ? Tớ đã biết bí mật của bông hoa này rồi. Thực ra loài hoa này là kết quả của đột biến gen. Nó không đánh răng sau khi ăn động vật nhỏ. Vì vậy, mùi hôi bốc ra từ miệng của nó. Ý cậu là đây là loài hoa ăn thịt. Đúng vậy. Và đó là lý do tại sao nó phát ra mùi như mùi thịt thối. Cẩn thận, nó có thể bất ngờ tấn công cậu đấy. Sợ hả? Vậy cậu có thể đi về rồi. Này, Willy, nhìn này. Ôi, ghê quá. Mùi hôi của nó thậm chí còn thu hút cả ruồi và bọ. Nó
đã ăn hết chúng rồi. Tớ đã bảo rồi mà. Blanca, chúng ta nên rời khỏi đây ngay thì hơn. Nó lạ lắm. Có lẽ trong sách có nói đó. Tại sao nó lại phun ra những con ruồi đó? Willy, tớ tìm được rồi. Nhìn này, đây là hoa sắc chết. Loài hoa có đầu hoa lớn nhất thế giới. Hoa sắc chết mọc trong các khu rừng mưa nhiệt đới như ở Java và Sumatra. Hoa sắc chết không có lá hoặc thân. Chúng ký sinh trên một loài thực vật thuộc họ dây leo. Những bông hoa sẽ tỏa ra một mùi giống như mùi thịt thối, thu hút các loài côn trùng ăn xác như vật dẫn để thụ phấn. Ồ, đúng là một loài hoa đặc biệt. Đi thôi, Blanca, ở đây vui quá. Ừ, cậu nói đúng đấy. Blanca, tỉnh lại đi. Tớ không thể dắt cậu ra khỏi rừng được đâu. Tỉnh lại đi.